tóc này cũng đẹp nhưng mà so với tất cả những cái người có tóc thì hơn. Người để tóc ngắn thì có thể để tóc dài nhưng mà người để tóc dài phải ai để tóc ngắn thế này. Nếu mà mình để tóc ngắn mà mình chơi đó là một cái gọi là tính chung nhất, kiểu là các công chị bên hàng ấy còn gần như là để tóc ngắn nhiều chăm sóc rất nhiều.
vô nó xô quanh nhá.